này thiện hiện nên nương vào trí nhất thiết để nghiệm biết đại bồ tát không thối chuyển nếu đại bồ tát đối với trí nhất thiết chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là đại bồ tát không thối chuyển nên nương vào trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để nghiệm biết đại bồ tát không thối chuyển nếu đại bồ tát đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là đại bồ tát không thối chuyển này thiện hiện có các đại bồ tát không thối chuyển tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng quán chiếu lời lẽ và sự dạy bảo của kẻ khác cho là chân yếu. Này thiện hiện, có các đại bồ tát không thối chuyển tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng phải chỉ tin kẻ khác mà còn có việc làm của mình. Này thiện hiện, có các đại bồ tát không thối chuyển tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng bị tâm tham dẫn dắt, chẳng bị tâm dẫn dắt, chẳng bị tâm si dẫn dắt, chẳng bị tâm kiêu mạn dẫn dắt, chẳng bị các loại tâm tạp nhiễm khác dẫn dắt. Này thiện hiện có các đại Bồ Tát không thối chuyển, tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng lìa bố thí ba la mật đa chẳng lìa tịnh giới ba la mật đa chẳng lìa an nhẫn ba la mật đa chẳng lìa tinh tấn ba la mật đa chẳng lìa tịnh lự ba la mật đa chẳng lìa bát nhã ba la mật đa này thiện hiện có các đại bồ tát không thối chuyển nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy tâm họ chẳng kinh chẳng sợ chẳng hãi chẳng chìm chẳng đắm cũng chẳng thối bỏ Đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoan hỉ hưa nghe, thọ trì, đọc tụng, rốt giáo thông suốt, gắn chặt tư duy như thuyết tu hành, không hề mệt mỏi. Này thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát không thối chuyển ấy, vì đời trước đã nghe nghĩa lý bát nhã ba la mật đa sâu xa, thọ trì, đọc tụng như lý tư duy. Vì sao? Này thiện hiện, do đó Đại Bồ Tát không thối chuyển, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, mà tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng chìm, chẳng đắm, cũng chẳng thối bỏ. Đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoan hỷ, ưa nghe, thọ trì, đọc tụ, Rốt giáo thông suốt, cắn chặt tư duy như thuyết tu hành, không hề mệt mỏi, cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu đại bồ tát nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế mà tâm họ chẳng kinh chẳng sợ chẳng hãi chẳng chìm chẳng đắm cũng chẳng thối bỏ thì đại bồ tát ấy tại sao tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí nên làm như thế để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn đại bồ tát ấy liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa như thế nào này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp không để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô tướng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa